Chiều nay tại Đà Nẵng, Ban chỉ đạo biên soạn và xuất bản lịch sử Chính phủ Việt Nam 1945-2015 chủ trì phối hợp với thành phố Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học, bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ. Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam Trần Đức Cường, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh dự hội thảo. Phát biểu chào mừng hội thảo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh bày tỏ phấn khởi khi Ban chỉ đạo chọn Đà Nẵng tổ chức hội thảo khoa học lần này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, sau khi COVID-19 được kiểm soát, đến nay kinh tế xã hội thành phố đã phục hồi nhanh, đặc biệt 9 tháng đầu năm tăng trưởng đạt 16,76%, đứng thứ tư cả nước. Mô hình chính quyền đô thị bước đầu triển khai đảm bảo hiệu quả. Kết quả đó thể hiện tính đúng đắn trong chỉ đạo điều hành của thành phố và qua đó góp phần vào bài học kinh nghiệm chung của cả nước. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu và cán bộ lãnh đạo, quản lý liên quan đã cùng trao đổi, thảo luận nhiều vấn đề về bài học kinh nghiệm trong quá trình hoạt động, chỉ đạo điều hành của chính phủ. Trong đó, những bài học từng giai đoạn đã được rút ra cụ thể. Việc xây dựng chính phủ liêm chính, việc xây dựng thể chế hoạt động cùng các vấn đề quản lý điều hành về kinh tế, xây dựng chính sách phát triển đội ngũ trí thức, về cải cách đổi mới giáo dục, việc phát huy lòng dân cũng đã được đề cập. Việc biên soạn Bộ lịch sử Chính phủ Việt Nam giai đoạn 1945-2015 nhằm phản ánh tương đối toàn diện, đầy đủ, chính xác, trung thực, có hệ thống, quá trình ra đời, phát triển về tổ chức và hoạt động của Chính phủ Cách mạng Việt Nam qua các thời kỳ. Qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, phục vụ việc nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước của Chính phủ, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước, đổi mới hệ thống chính trị. Bộ lịch sử Chính phủ Việt Nam cũng là tài liệu chính thức giới thiệu về Chính phủ và nền hành chính Việt Nam với bạn bè quốc tế, phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập của các tầng lớp nhân dân.